dồn tựa thoáng mây bay. Một kiếp người chưa bao ngày đã tới cội nguồn, nhưng con tin rằng ngày mai trong Chúa hạnh phúc muôn đời chẳng có thời gian. Cuộc sống trái tim vàng của Chúa yêu thương, ngày giã tư xuôi tay nằm trong cát bụi tàn, nghe xôn xao trời lời ru êm ái, Thiên Chúa nhân từ chào đón người con. Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay, đã qua bao ngày tròn một kiếp này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chấp thiện âm Đức Chúa Giêsu sống lại. Lạy Chúa Giêsu sống lại, Phật tế phần linh hồn. Lạy Cha con ở trên trời, con nguyện thánh Cha cả xa đường cha chỉ nên đi nhà thì ăn chưa lắm cũng như trên trời. Xin nghe lời chúng con hôm nay được gặp cả ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin nghe lời chúng con sai chưa cam dỗ. Trời ơi, cùng bà con cũng là mọi người nữa và Giêsu con lòng bà cũng phúc là. Amen.
Thầy đi để dọn chỗ cho các con. Và khi Thầy đã ra đi và dọn chỗ cho các con rồi, Thầy sẽ trở lại đem các con đi với Thầy, để Thầy ở đâu thì các con cũng ở đó. Thầy đi đâu các con đã biết đường đi rồi. Ông Thomas thương người rằng: Lạy Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết đường đi? Chúa Giêsu đáp: Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Chúng ta hợp một ý với tăng quyến để dâng lên Chúa những lời nguyện thiết tha. Lạy Chúa, con người một thời để chào đời, một thời để lìa thế. Mọi việc đều do Thiên Chúa an bài. Cụ bà Maria lúc sinh thời đã là một tín hữu trung tín, một lòng tâm thờ Chúa, phục vụ hội thánh và cộng đoàn dân Chúa. Xin lòng thương xót vô biên của Chúa đón nhận linh hồn Maria được hưởng vĩnh phước trong nhà Chúa trên trời. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Linh hồn Maria được Chúa gọi về an nghỉ trong vòng tay yêu thương của người. Đối với gia đình là một mất mát lớn lao và đau buồn khi mất người thân. Nhưng với đức tin Kitô hữu, chúng con tin rằng linh hồn Maria sẽ được phục sinh trong đức Kitô. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa là đấng hằng thương xót và từ bi nhân hậu, đã hứa phúc thiên đàng cho người trộm thống hối. Xin Chúa tha thứ mọi lỗi lầm mà linh hồn Maria khi còn sống